Ok, theo thời tiết như vậy thì mình sẽ có một cái White Christmas hả Bella ha? Pretty much White Christmas. Bella đang ngắm tuyết đẹp này ông ngoại ơi. Lãng mạn chưa Bella bị thưởng thức cảnh không cảnh lãng mạn. Đây ông ngoại coi coi. Sao trắng nhà mình nè, dựng cái cờ lên hả? Năm nào có khách vô mang khẩu trang vô anh. Anh đang mang khẩu trang mà. The white Christmas storm coming. Hi, Barbara. Nasty. Nasty, huh? Yeah. Oh, it's beautiful. We like it. It's beautiful. Yeah, right. Okay. No, it is pretty odd, I have to admit. From here, inside. Treacherous, yeah. Yeah. Gotta be careful. Right, we almost got hit by a truck. Oh, you did? Oh, see? Yep, that wasn't good. See, people go out, they have to brush the snow off the windshield. I know it. My windshield is all covered already. I bet it is. Didn't take long. No. White snow for Christmas 2020. Yes. Hooray.